Linh Mục, Mầu Nhiệm Của Lòng Thương Xót. Những năm gần đây, người ta xôn xao bàn tán nhiều về đời sống linh mục sau những xì căng đan ấu dâm của một số giáo sĩ tu sĩ và ngay cả giám mục. Dư luận lên án, phê bình, chỉ trích và đề nghị những biện pháp ngăn chặn tái tài và căn tính linh mục được thiên hạ thi nhau mổ xẻ bình luận. Có người gọi linh mục là những người lập dị, người khác cho đời độc thân linh mục trái tự nhiên và lỗi thời. Cũng có người xem linh mục chỉ là những viên chức của guồng máy tôn giáo không hơn không kém. Những cơn bão chống giáo sĩ cũng ảnh hưởng trên người tín hữu và ít nhiều đã gây hoang mang mất tinh thần. Thứ năm tuần thánh là ngày linh mục với lễ truyền dầu quy tụ các linh mục quanh giám mục địa phận. Và buổi chiều là kỷ niệm Đức Kitô lập chức linh mục và phép thánh thể. Đây là dịp linh mục tuyên hứa lại lời hứa ngày chịu chức và nhìn lại căn tính linh mục của mình. Đồng thời là dịp giáo dân cầu nguyện cho các vị. Chia sẻ về linh mục trong bầu khí tuần thánh, tưởng không dịp nào lý tưởng và thích hợp hơn. Nếu có ai hỏi tôi đâu là nét đẹp của linh mục, tôi sẽ không do dự trả lời, đó là lòng thương xót. Linh mục hấp dẫn, lôi cuốn, đánh động tôi ở tâm tình và thái độ thương xót của ngài. Ngoài ra tôi không thấy nét đẹp nào nổi bật thánh thiện và nói lên được căn tính linh mục của ngài. Một linh mục giỏi, nhiều bằng cấp, có tài giảng thuyết, có khả năng lãnh đạo, kinh bang tế thế, lanh lợi tháo vát, có thể được gọi là linh mục được việc, nhưng không là linh mục thánh thiện. Vì đòi hỏi nên thánh của linh mục không hề tại ở tiêu chuẩn được việc này. Nếu chỉ đào tạo chúng sinh thành những linh mục được việc, thì chủng viện sẽ biến thành trường dạy nghề lãnh đạo ngang tầm với đại học hành chánh, đào tạo các quan chức cho bộ máy chính phủ. Nếu chỉ nhắm huấn luyện những chuyên viên làm chạy việc ở các giáo xứ, ban ngành trong giáo phận, thì chủng viện không còn được gọi là vườn ươm ơn gọi. Được việc và chạy việc là công việc của xã hội trần thế, không thể là mục tiêu của công trình đào tạo linh mục, mà mục đích là huấn luyện những môn đệ của Đức Kitô theo khuôn mẫu Đức Kitô, như ý muốn của Đức Kitô. Khi chọn ngày cuối trước khi bước vào cuộc tử nạn để lập chức linh mục, Đức Kitô đã muốn đặt các linh mục của ngài trong một bầu khí đặc biệt, bầu khí của tình yêu ở mức độ cao nhất, chết cho người mình yêu. Khi cúi xuống rửa chân hay lúc bẻ bánh, ngài đều nhắc nhở các linh mục, các môn đệ về tình yêu, một tình yêu hiến mình, một tình yêu hy sinh đến cùng, một tình yêu vô điều kiện không biên giới. Tình yêu Đức Kitô đang sống và mặc khải cho nhân loại trong những ngày khổ nạn không còn là tình yêu bình thường ở mức độ bình thường, cũng không là tình yêu của hai người ở cùng tầm cỡ địa vị vai vế, nhưng là tình yêu của một Thiên Chúa vô tội, tuyệt đối thánh thiện, đã chấp nhận chết để xóa tội cho nhân loại tội lụy bất chung. Bầu khí yêu thương khi lập chức linh mục không còn là yêu thương như những ngày thường, nhưng tình yêu đang ở giai đoạn bất thường, phi thường, lạ thường, khi tình yêu vượt qua tất cả những suy nghĩ dự liệu của con người. Tình yêu, bầu khí yêu thương và cả cách thức diễn tả yêu thương những ngày của tuần thánh đã vượt ngưỡng để tình yêu biến thành tình thương xót, là độ cao nhất của tình yêu. Khi xót thương ai, ta không còn ngang tầm với đối tượng, nhưng từ tầm cao xuống thấp để ngang hàng hoặc thấp hơn đối tượng, cốt để yêu được, thứ tha được, nâng đỡ được đối tượng của tình xót thương. Lập chức linh mục trước giờ bị bắt, Đức Kitô đã có ý gắn liền chức linh mục với tình yêu thương xót ấy, một tình yêu vượt trên hết mọi tình yêu. Tình yêu của Đức Kitô trong bữa ăn chia tay, khi rửa chân lập chức linh mục và phép thánh thể, cũng như trên đường thánh giá trên núi Sọ, là tình yêu thương xót. Chúa xót thương những kẻ thuộc về ngài, xót thương Phêrô lầm lỡ, xót thương Giuđa phản bội, xót thương các môn đệ khác sợ hãi bỏ trốn, xót thương những phụ nữ thành Jerusalem, xót thương người tội phạm cùng bị đóng đinh, xót thương những kẻ hành hạ lên án xử tử ngài, xót thương người tội phạm xin ơn cứu độ, xót thương cả loài người đang cần ơn tha thứ. Tình ngài ngập tràn thương xót, tình ngài sâu thẳm thương xót, tình ngài cao vời thương xót, tình ngài bền bỉ thương xót, và thương xót là căn tính của tình ngài. Bỏ đi lòng thương xót, tình Thiên Chúa cho con người trở thành tình vô nghĩa,
vô nghĩa vì con người cần Thiên Chúa xót thương và tội lỗi nhân loại luôn réo gọi tình trời thương xót. Lập chức linh mục trong bối cảnh thương xót con người, lập chức linh mục trong hoàn cảnh lòng thương xót cần thể hiện. Đức Kitô đã muốn các linh mục của Ngài được cưu mang sinh ra và trưởng thành trong tình xót thương để có thể thương xót dân Ngài như Ngài đã xót thương, để thương xót đến cùng như tận cùng của tình Ngài trên thánh giá, để thương xót vô điều kiện như người tội phạm chỉ cần một lời cầu rất đơn sơ đã được Ngài ban ơn cứu rỗi. Trong tình xót thương tuyệt đối ấy, Đức Kitô đợi chờ nhiều ở các linh mục của Ngài. Ngài muốn linh mục của Ngài sống mầu nhiệm thương xót. Nếu lòng thương xót của Chúa là trung tâm của tin mừng mà giáo hội có sứ mạng rao truyền đến tận cùng thế giới và cho đến tận thế, thì linh mục là mầu nhiệm của chính lòng thương xót ấy. Trên con đường xót thương, linh mục sẽ đạt đến sự thánh thiện của ơn gọi tận hiến một cách nhanh chóng và hữu hiệu nhất. Bởi ơn gọi linh mục là ơn gọi tháp nhập vào cây nho là Đức Kitô, đấng giàu lòng thương xót. Là Đức Kitô khác, linh mục cũng phải sống bằng nhựa thương xót từ thân cây, để trái tim linh mục không khô khan héo úa và không trở thành một hầm tối đơn độc vì thiếu ánh sáng, hy vọng của lòng xót thương. Là mầu nhiệm của lòng thương xót, linh mục phải nhận ra mình được kêu gọi và được đón nhận ơn làm linh mục do lòng thương xót. Vì không phải các con đã chọn thầy, nhưng thầy đã chọn các con. Được gọi và được chọn như ân huệ của lòng thương xót, linh mục biết mình bất xứng như Phêrô đã không dám để Đức Kitô rửa chân, và hiểu rằng mình rất mỏng giòn, yếu đuối, dễ dàng ngã quỵ nếu Chúa không thương xót đỡ nâng. Hơn ai hết, linh mục ý thức cám dỗ phản bội, hững hờ vô ơn nguội lạnh là thử thách hàng ngày, và đời linh mục không thiếu những đêm đen thất vọng, những đường hầm nghi nan, những khúc quanh nguy hiểm. Tuy thế, Thiên Chúa đã không sợ khi chọn các vị làm linh mục, như đã chọn Phêrô, người đã chối bỏ mình làm tông đồ trưởng thay mình trông coi giáo hội. Trước khi giao trách nhiệm, Đức Kitô đã đặt Phêrô trước câu hỏi khó trả lời: Con có yêu mến thầy hơn những người này không? Người trả lời hôm nay cũng là người mấy hôm trước đã công khai chối: Này cô, tôi thề không biết ông Giêsu là ai. Và mọi người đều cảm thấy giọng Phêrô hôm ấy run run khiêm tốn: Lạy thầy, thầy biết con yêu mến thầy. Chính với tình yêu ý thức sự giòn mỏng, yếu đuối của mình và niềm tin tưởng phó thác nơi lòng xót thương của Đức Kitô mà Phêrô đã nhận sứ mệnh: Hãy chăn dắt chiên con trên mẹ của thầy. Sự yếu đuối sa ngã của Phêrô cho linh mục can đảm, bởi yếu đuối đã làm nổi bật tình Chúa xót thương và lấy đi ảo tưởng có thể tự mình làm được mọi sự ở người linh mục. Từ sa ngã của Phêrô, người linh mục học được điều Đức Kitô dạy: Không thầy, chúng con không làm được gì. Và thúc đẩy người linh mục gắn bó với Đức Kitô như cành gắn chặt với cây để sinh nhiều hoa trái. Lòng thương xót không là một ý niệm mơ hồ không thực, nhưng là chính Đức Kitô. Người linh mục vì thế sẽ không thể có kinh nghiệm thương xót nếu không sống chính đời sống thương xót của Đức Kitô, và sẽ không thể trở nên xót thương như Cha trên trời là đấng giàu lòng thương xót, như đòi hỏi của sự thánh thiện, vì Thiên Chúa thánh thiện trong lòng thương xót của Ngài. Để làm mầu nhiệm thương xót, linh mục phải sống chính mầu nhiệm thương xót, không chỉ cho phần rỗi của mọi người mà còn cho chính phần rỗi của mình. Thực vậy, mầu nhiệm lòng thương xót Chúa nơi linh mục là tình yêu không giới hạn. Bởi Đức Kitô đã yêu những kẻ thuộc về Ngài còn trong thế gian, và Ngài yêu họ đến cùng. Tình yêu dành cho linh mục nơi Đức Kitô là tình yêu tuyệt vời sâu thẳm. Trong tình yêu này, người linh mục được mời gọi ra khơi thả lưới, và Đức Kitô chính là đấng biến đổi các ngài từ những người tội lỗi thành thừa tác viên thánh thiện, từ ánh thuyền chài đánh cá thành tông đồ đi lưới người. Cũng Phêrô, khi thấy thuyền đầy cá đến nỗi gần rách hết lưới, đã vội sấp mình dưới chân Đức Kitô và kêu lên: Lạy thầy, xin xa khỏi con, vì con là kẻ có tội. Đức Kitô đã trấn an ông và cho ông cảm nghiệm tình thương xót của Ngài trên đời lầm lỗi tội lụy của ông. Hơn ai hết, Phêrô thấm thía tình xót thương của Đức Kitô trên đời mình, và càng được xót thương, ông càng yêu mến Đức Kitô và hết tình hết mình phục vụ đàn chiên được Ngài cho phó.
Phêrô thay mặt Đức Kitô đứng đầu giáo hội, đồng thời cũng đứng đầu danh sách những người được Thiên Chúa xót thương. Phaolô cũng không khác Phêrô với kinh nghiệm được Chúa xót thương khi được gọi làm tông đồ dân ngoại. Thật, tôi là một tông đồ hèn mọn nhất, chẳng đáng được gọi là tông đồ vì tôi đã bắt bớ giáo hội. Và càng được bao bọc bởi lòng Chúa xót thương, Phaolô càng cảm thấy bị thúc bách phải làm chứng và rao truyền lòng thương xót bao la của Chúa. Tiếng gọi trên đường Đa-mát đã đem Phaolô vào lòng tin mừng thương xót và mặc khải cho Phaolô mầu nhiệm hòa giải giữa Thiên Chúa và con người qua tình yêu xót thương của Đức Kitô. Trong thư gửi giáo đoàn Corinto, Phaolô đã viết: mọi ơn sủng đều bởi Thiên Chúa ban, Đấng đã dùng Đức Kitô để hòa giải với chúng ta và đã ban cho chúng tôi chức vụ hòa giải ấy. Thật vậy, trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã nhận sự hòa giải với thế gian, không chấp tội loài người nữa và đặt nơi chúng tôi những lời hòa giải. Đến đây không còn gì để nghi ngờ mầu nhiệm thương xót Chúa nơi con người linh mục. Ngài được chọn do lòng thương xót để thực hiện sứ vụ hòa giải và loan báo tin mừng hòa giải qua lòng thương xót. Mầu nhiệm ấy làm cho đời linh mục trở nên dấu chỉ của Thiên Chúa giàu lòng thương xót đang có mặt và đang hoạt động trong thế giới giữa con người cho hạnh phúc đời đời của con người. Linh mục càng ý thức mình là mầu nhiệm lòng thương xót, càng làm cho dấu chỉ thương xót là chính mình trở nên sống động và đánh động các tâm hồn. Trái lại, tự tách đời mình khỏi lòng thương xót, linh mục sẽ đánh mất cội nguồn được kêu gọi từ lòng thương xót. Quên cội nguồn, linh mục sẽ mất điểm tựa nơi lòng thương xót, để rồi đánh mất mình trong kiêu căng ngạo mạn. Chính kiêu căng sẽ làm linh mục xa Đức Kitô, xa đàn chiên, mất chính mình khi lấy đi mầu nhiệm thương xót khỏi đời linh mục. Mất cội nguồn, mất điểm tựa, linh mục sẽ mất hướng đi khi khám phá chân lý định mệnh. Không lòng thương xót, linh mục làm chứng cho ai? Thiếu lòng thương xót, linh mục đem cho người khác ích lợi gì? Chối bỏ mầu nhiệm thương xót, linh mục sẽ là linh mục của ai và đi theo ai? Thảm trạng mất hướng đi sẽ đánh gục con người linh mục trong vô nghĩa của ơn gọi khi không còn mầu nhiệm thương xót là chính Đức Kitô trong cuộc đời. Thảm cảnh mất điểm tựa sẽ nghiền nát đời người linh mục trong vô lý trống rỗng của ảo tưởng tận hiến khi mầu nhiệm thương xót là Đức Kitô không còn chỗ trong trái tim linh mục. Thảm kịch đánh mất cội nguồn sẽ dày vò tâm tư người linh mục khi mầu nhiệm xót thương là Đức Kitô không còn là lẽ sống đời linh mục. Và thảm thương cho người linh mục nếu không khiêm tốn nhận mình luôn cần lòng xót thương. Ngài muốn linh mục của Ngài là thừa tác viên trao ban lòng thương xót. Đức Kitô phục sinh muốn ban tràn trề ơn tha thứ của Ngài cho nhân loại. Ơn tha thứ ấy không lùi bước trước bất cứ rào cản chướng ngại nào, và toàn thể nhân loại tội lỗi được mời gọi lãnh nhận ơn tha thứ ấy. Lập chức linh mục, Đức Kitô ủy thác nhiệm vụ chuyển ban ơn tha thứ nơi linh mục và sai các vị đi đến với muôn dân để mọi người được tha tội và cứu rỗi. Vì thế, sứ vụ chính yếu của linh mục là nói cho mọi người biết Thiên Chúa giàu lòng xót thương, luôn yêu thương và sẵn lòng tha thứ cho con người. Linh mục được kêu gọi để sống, cử hành và loan báo lòng thương xót Chúa. Với bí tích thánh thể và bí tích hòa giải mà linh mục được ủy thác cử hành, Đức Kitô ban cho các tâm hồn ơn tha thứ và ơn kết hiệp nên một với Ngài. Như người cha nhân từ rộng lòng tha thứ, linh mục sống tình phụ tử của Đức Kitô khi ban ơn hòa giải cho hối nhân và làm sống lại trong tâm hồn những đứa con trở về tình thương xót của Thiên Chúa là Cha. Hối nhân sẽ đón nhận từ linh mục ơn thương xót, cũng như đón nhận chính Đức Kitô là tình yêu thương xót trong bí tích thánh thể khi rước mình máu Ngài. Trong công trình cứu độ, linh mục là cộng tác viên đắc lực và tích cực của Đức Kitô, là cánh tay nối dài của Ngài đến mọi người, là máng chuyển ơn thánh hóa. Vai trò của linh mục là làm cho Đức Kitô được hiện diện sống động trong cộng đồng nhân loại để cứu độ nhân loại. Và sự hiện diện ấy sẽ chỉ sống động trong tình thương xót, chỉ sinh động nhờ lòng thương xót và thôi thúc đánh động tâm hồn con người bằng tình thương xót. Với tình thương xót của mục tử nhân lành, người cha nhân hậu, người Samaritano nhân ái,
các linh mục của Đức Kitô sẽ lan trải tình thương xót của Chúa trong tâm hồn mọi người cho đến ngày cuối cùng của nhân loại, vì thánh ý Chúa là lòng thương xót Ngài trải qua từ đời nọ đến đời kia, hằng bao bọc những người kính sợ Ngài. Ngài muốn linh mục của Ngài là thầy dạy lòng thương xót, là Đức Kitô khác khi sống ơn gọi tình xót thương, là thừa tác viên lòng thương xót. Linh mục dạy người khác lòng thương xót của Cha bằng thái độ, việc làm đầy thương xót. Linh mục dạy lời Chúa ban ơn tha thứ. Linh mục dạy tình Chúa bao la và ơn thương xót của Ngài biến đổi con người tội lỗi. Linh mục dạy mọi người ở đâu tội lỗi nhiều, ở đó ơn sủng nhiều hơn, và khơi dậy niềm hy vọng ở lòng thương xót trong các tâm hồn. Nhiệm vụ của linh mục là trình bày lòng thương xót như căn tính của Thiên Chúa, mà ở đó không gì là quá muộn, không gì là không thể làm được. Yếu đuối của con người không làm Thiên Chúa nản, nhưng là cớ cho tình Ngài thương xót. Không ai có quyền và có thể ngăn cản tự do thương xót của Chúa, và Ngài để lòng thương xót ấy tràn đến mọi nơi mọi thời trong tâm hồn những người thiện chí, biết khiêm tốn mở lòng đón nhận tình yêu xót thương nơi Đức Kitô. Tình yêu đã phát sinh từ những vết thương chân thân xác Ngài. Người linh mục nhờ có kinh nghiệm sống mầu nhiệm thương xót và thi hành tác vụ thương xót sẽ truyền đạt chính xác và đầy đủ khối tình thương xót của Thiên Chúa. Và với dầu thánh hiến được sức ngày thụ phong, linh mục sẽ chu toàn sứ mạng thương xót như lòng Chúa mong ước. Thánh thần Chúa ngự trên tôi, và Thiên Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, sai tôi đi giao giảng tin mừng cho người nghèo hèn, băng bó những tấm lòng tan nát, công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm, Ngài phóng thích cho tù nhân, và công bố năm hồng ân của Thiên Chúa. Ngài sai tôi đi an ủi mọi kẻ khóc than, tặng cho những kẻ khóc than ở Sion tấm khăn đại lễ thay cho bụi, dầu thơm hoan lạc thay tang chế, áo ngày hội thay tâm thần sầu não. Cả một chương trình thương xót để sống và thực hiện, một giáo trình thương xót phong phú để giảng dạy. Như thế đời linh mục gắn liền lòng thương xót, và nếu lấy đi thương xót, linh mục sẽ mất căn tính linh mục và không còn là một Đức Kitô khác, nhưng biến dạng hoàn toàn khác Đức Kitô. Giáo dân rất dị ứng với những linh mục thiếu lòng thương xót, những linh mục hoang hoang tự mãn với những thành quả theo tiêu chuẩn linh mục được việc. Họ không muốn thân thiện những linh mục hống hách, coi thường người khác và tự phong mình là khanh tướng giai cấp cai trị. Giáo dân cũng ngao ngán phải làm việc với những linh mục tự cho mình là thầy cả, nghĩa là thầy mọi sự, vì ảo tưởng cái gì cũng biết, phạm vi nào cũng rành, và tự cho mình cái quyền rất vô duyên là chuyện gì cũng được xía vô. Giáo dân càng kinh hãi những linh mục lấy tòa giảng làm tòa án để bêu diễu, châm chích, moi móc, chửi xa mắng gần người khác, không làm theo ý mình, không đi theo lề phải mình vẽ, không thực hiện đúng kế hoạch mình đưa ra. Ý mình phải được thể hiện ở nhiều linh mục đã là cớ của chia rẽ và lý do cho nhiều người bỏ đạo. Không nhiều nhưng không thiếu những linh mục thiếu tử tâm, không biết thương xót con chiên bổn đạo. Họ giống như những người biệt phái bị Đức Kitô lớn tiếng lên án, giả hình, bóc lột, điêu ngoa, quan liêu, độc ác, mà Thánh sử Matthew đã ghi lại tỉ mỉ trong chương 23. Thiếu tử tâm thương xót, linh mục biến dạng thành người chăn thuê, không hiến mình vì chiên, nhưng hiến chiên vì mình. Thiếu xót thương nhân hậu, linh mục thoái hóa thành người đổi lốt tôn giáo để vinh thân phỉ gia, kiếm tìm tư lợi, sống đời hai mặt, giả hình, gian dối. Không sống đời xót thương, linh mục trở thành người tham lam, ki cóp, chất chiêu, nhặt nhụm tiền bạc từ những đồng cắc của bà quá nghèo khó, đến gia sản kếch xù của những giáo dân ngây thơ, khủ khờ, bị hớp hồn, mua chuộc. Từ chối là mầu nhiệm thương xót, linh mục sẽ sa đọa hơn mọi người nhờ địa vị và phương tiện thuận lợi cho mọi dung túng. Bản năng thống trị không được lòng thương xót kiềm chế sẽ bùng nổ dữ dội và biến linh mục thành một ông quan độc ác, mưu mô xảo quyệt hơn người ta tưởng. Bởi cắt bỏ lòng thương xót, linh mục trở thành một cành khô, cằn cỗi, khô héo, cứng cỏi. Tước đoạt tình thương xót, linh mục sẽ mất ngay thế quân bình trong đời sống, vì không biết cắm đời linh mục của mình ở đâu khi không còn Đức Kitô dậu lòng thương xót như lẽ sống, gia nghiệp, nơi ẩn náu tựa nương. Tóm lại, linh mục gắn liền với tình thương xót, Ngài được chọn nhờ lòng thương xót để sống, thực hiện và rao truyền lòng thương xót. Không thương xót không phải linh mục, không biết thương xót không nên liều lĩnh làm linh mục,
vì linh mục được làm nên cho lòng thương xót. Người ta chỉ chờ gặp nơi linh mục tình xót thương trong tòa hòa giải và mầu nhiệm thương xót trong đời ngài. Nhiều linh mục tưởng mình phải đáp ứng tất cả nhu cầu của giáo dân nên lao mình vào những hoạt động ngoại vi không ăn nhậu gì đến lòng thương xót như căn tính và sứ mệnh linh mục. Kết quả là ngài đánh mất mình khi ảo tưởng đối mặt thực tế. Thế giới cần những linh mục có lòng thương xót vì nhân loại cần được thứ tha cứu rỗi và không cần những linh mục khoa bảng tài ba được việc trong những chuyện bên lề. Nói cách khác, linh mục trong mọi trường hợp không thể lãng quên đời mình là tấm gương của tình yêu thương xót nơi Đức Kitô. Linh mục làm gì, nói gì, suy tính chuyện gì cũng phải suy tính, nói và làm với lòng thương xót. Lòng thương xót mới thực là mầu nhiệm đánh động tâm hồn người có tội đang cần ơn trở về. Lòng thương xót mới thực là nguồn ơn thánh để thánh hóa các linh hồn. Lòng thương xót mới đem được người khác về với giáo hội. Vì ngoài lòng thương xót không có thánh thiện, thánh hóa, thánh thiêng, vì Thiên Chúa thánh thiện do lòng thương xót của ngài. Tuần thánh là tuần cao điểm trong năm của linh mục, cơ hội để mời người thiết tha cầu nguyện cho các linh mục và ơn gọi linh mục. Cầu nguyện cho các linh mục là bổn phận của người tín hữu, vì giáo dân linh mục cùng là chi thể trong thân thể mầu nhiệm Đức Kitô. Linh mục dâng lễ, đọc kinh nhật tụng, cầu nguyện cho giáo dân. Giáo dân cũng phải nhớ đến các ngài và yêu mến, chia sẻ với một tấm lòng chân thành trong sáng. Linh mục cũng là người nên cần được thông cảm yêu thương, cũng yếu đuối nên cần được nâng đỡ thứ tha, cũng bị thử thách nên cần đồng hành hỗ trợ. Cầu nguyện cho linh mục sống mầu nhiệm thương xót như Chúa muốn là lời cầu nguyện hàng ngày của những ai yêu mến linh mục, để linh mục luôn là muối mặn đèn sáng cho thế giới tội lụy đang cần đến Chúa, đang cần Chúa thương xót thứ tha. Linh mục hình bóng Chúa trong kiếp người tham dự vào chiếc thánh con Chúa Trời. Linh mục là muối ướp coi chân ai, là tinh hoa của giáo hội, ngọn hải đăng thắp trên dương trần. Linh mục người thánh hiến bao lễ vật, trung thành làm chiêng ta cho nước trời. Linh mục là đuốc sáng giữa trời đêm, dù phong bao dù phú vàng, một niềm tin chứng nhân muôn đời. Xin cho người tình mến không bao giờ niềm tan, xin cho người nghèo khó trong trái tim thành quá tuyệt vời. Thánh thần
đoàn chiên của Cha trên trời. Xin cho người